Hiện tại nhiêu? 10, 20 tính đi. Ông phải 20 ngàn không? 20 thì nhà đưa 200 thôi là 18. Đúng không? Giờ đưa 200 thôi là 18 không? Có vậy không ông ngồi tính hoài. Ông phải tôi lại 18 á. Cái này đúng, một tờ là 10 ngàn. Và 5 tờ nhiêu? Thì 20 tờ là 200 ngàn. Sao 200 được ông tính chỉ ra đi bây giờ nè. Tờ 10 ngàn đúng không? 5 tờ nhiêu? Thôi không mua được đây. Bây giờ 5 tờ nhiêu? 200. Sao 200 là 5 tờ, sao 200? Tôi tờ 10 ngàn, 5 tờ mà 200 ngàn. Để hai bây giờ tôi không có tính, bây giờ ông tính nè, một tàu nhiêu vàng thì ông tính 20 thì mới lại 18 với số tới 10 ngàn đúng không? Thì bây giờ tàu 10 ngàn đúng không? Thôi không mua được đây, mua đây. Bây giờ tôi hỏi ông nào một tài số nhiêu tiền thì 10 ngàn. Bây giờ ông đi cho ông đổi chủ quán 200 ngàn, tôi trả ông từ tờ cho ông dễ biết. Được không? Đổi gì? Đổi ra 200, trả tiền tờ. Mẹ đổi đi. Ông đi đổi đi, chứ tôi không phải ông mà ông tôi đổi. Đổi ai đổi? Ông muốn đổi ai ông đổi, chạy ông tôi không biết, ông đổi ai ông đổi đi. Dạ 20 tờ là 200 ngàn là đúng không? 200 tờ 10 ngàn, đúng không? Tầm tờ nhiêu? Là tôi hỏi ông 5 tờ nhiêu thôi, ông không nói mà. Thì 5 tờ 100 ngàn. 5 tờ, 5 tờ 100. Tờ 10 ngàn, 5 tờ 100. Thôi không mua đưa đây. Mọi chiều đúng không? Mọi số chiều đúng không? Ai biết, quán nào vỡ tay chúng không? Ê, thôi lại trong tán. Không phải đây là chủ quán nha. Đây chủ quán, rồi, chạy đi, chạy tiền tàu. 5 tờ 200 đủ rồi. 5 tờ 200. 5 tờ 200. 5 tờ, có 100, có 50 ngàn. Đủ rồi đó. Sao đủ? Bây giờ là một tờ nhiêu tiền? 10 ngàn. Tờ 10 ngàn, 5 tờ nhiêu? Thì 5 tờ nó là 200 ngàn. Tao tính sao mà 5 tờ 200 ngàn, 10 tờ 10 ngàn, 5 tờ 200 ngàn. Thôi mua đưa đây. Trả tiền đây. Thôi trả thôi. Nãy tôi đưa 500. Tờ này 500 hả? Chứ nhiêu? Tờ này có 20. Tờ này nhiêu? 20. 20 hả? Chứ nhiêu? Ông thôi tôi lên 58 á. Chứ nhiêu? 5 tờ của ông ta là 200 ngàn. Ông bán 5 tờ 200 hả? Dạ đúng không? Ai biết? Bán mười mấy năm nay có giống số đầu nào? Đủ hen. Đủ đầu đủ. Tao thôi tôi 58 á, ông nói có 20 ngàn. Thì đủ rồi thôi. Sao đủ được? Cái 20 tờ đủ rồi. 20 tờ nhiêu? 20. 20 tờ nói tôi là 18. 20 tờ 200. 1 tờ nhiêu? Tờ 10 ngàn. 5 tờ nhiêu? 100 ngàn. 5 tờ 100 ngàn là ông bán tôi về là ông lỗ. Lỗ rồi mà lỗ. Sao không lỗ? Bây giờ nè, lỗ nè. 5 tờ là 100. Mà tôi mua ông tới 20 tờ là có tới 300 ngàn. Rồi tôi đưa mới 200 à. Mình đưa 100 đúng không? Ừ vậy chứ 20 tờ nhiêu? 20 tờ nhiêu? 20 tờ thì 20 không? 200. Tôi đưa lại 18. Thì tôi đưa 200 nữa tôi lại 18. Còn tờ ta tôi 10 ngàn rồi.